đậu xanh mới rửa xe. Chạy ra đây đợi hả? Đây, đi chưa?
cắm đầu. Kiếm chi mày đỡ nắng nó ngồi. Giờ mày kéo được đúng không? Ừ, kéo đi, kéo thử coi coi nó bắn cái giùm mình coi xem hết biết được nhiêu. Ừ. Rồi cô. Đổ mồ hôi rồi đó nghe. Chỏi nghe mấy thanh niên. Thank you.
đậu xanh mới rửa xe. Dạ. Ai biết được chạy xuống dưới nó mưa. Tôi không thấy hả? Nãy con hả? Nên chạy xe gặp gắn không? À, tôi về tôi rửa xe nữa, tôi cay rồi đó nha. Má mới đánh cana hết nguyên chiếc luôn. À, đang lấy đồ chùm lại đó, tính là chùm lại nghỉ tour dài hạn ở đó, đồ xỉu mình đi rủ cái lấy ra đi dính mưa. Kia với buồn gái đi trơn quay. Anh đi vô quá gái đi hết nói gì nữa. Tân Châu đang mưa hả Trần? Mưa, Tân Châu đang mưa. Anh đã vô tới gà đốt trong chi tôm rồi. Cái cam mình hết pin rồi nên mình không quay được cái khúc vô. Tiếc vãi. Quán này là cái quán gì mình cũng không nhớ nữa. Nói chung là cũng ok, trước mình ăn cái quán bên kia, giờ mình ăn quán bên đây. À, mới rửa xe xong. Mới chùi xe, đánh bóng xe xong, giờ xe, thấy ghê. Không có gì đắng cay bằng cái này chứ. Chạy ở đây sập mấy cẩu gà. Nãy mới chạy bị sập cái gì mà nghe một cái cụp. Nghe. Thôi mình đợi gà mình ăn luôn hồi có Chí Trần vô nữa. Rồi cái lòi nó giật quá, cái lòi nó đi cái đấy bậy sập xanh. Nó quay video đó. Nó những xe thành gì cái. Đây, được nè, cái này được nè, vẫn giữa thường nè. Đập cái chân của con Chí luôn coi. Chị sẽ đẹp ha, sạch sẽ ha, mới giò kìa. Mới rửa luôn nè, sạch sẽ rồi ha. Anh ở nhà chăm kỹ lắm nè, độ quá bóng giờ à. Ở nhà là chùi suốt mà ba, chùi từng chi tiết luôn. Má sáng mới chùi xong vô đây mắc mưa, được xị. Đá chổi ba, được xị.